Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ các trường hợp khó khăn chưa có nhà ở, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã hỗ trợ cho vay nhà ở và nhà ở xã hội được trên 140 tỷ đồng với mức lãi suất ưu đãi 4,8% trên một năm. Trong đó, cho vay nhà ở đạt 31 tỷ đồng, đạt trên 99% kế hoạch. Cho vay nhà ở xã hội đạt gần 110 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch. Riêng từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cho vay 36 tỷ đồng, giúp 106 hộ gia đình có nhà ở. Các địa phương giải ngân được nhiều như thị xã Mỹ Hào cho vay đạt trên 19 tỷ đồng, Khoái Châu hơn 13 tỷ đồng, Phù Cừ 11 tỷ đồng. Các đối tượng được vay vốn là những người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức. Hiệp định thương mại EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn cho xuất khẩu nông sản Hưng Yên. Theo EVFTA, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ loại bỏ tới 71% thuế suất, phần còn lại sẽ được loại bỏ trong khoảng thời gian 7 năm. Hưng Yên có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, hạt sen, lúa nếp thơm Hưng Yên, vải trứng Hưng Yên, nhãn và các sản phẩm từ cây nhãn như long nhãn, mật ong. Để nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh cần tìm hiểu kỹ thị trường và các rào cản phi thuế quan. Đối với nông sản EU, có bộ tiêu chuẩn MRES rất khắt khe về các chất tồn dư trong nông phẩm gây hại đối với sức khỏe con người. Trong mấy ngày qua, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần đầu ở Đà Nẵng, tại tỉnh ta, thị trường tiêu dùng vẫn ổn định, không còn tình trạng người dân mua hàng tích trữ như lần trước. Tại các khu chợ, siêu thị hay cửa hàng tạp hóa, giá các mặt hàng thiết yếu có biến động nhẹ, nhìn chung ổn định do nguồn cung dồi dào, như gạo có tăng khoảng 1.000 đồng 1 kg so với trước đó, cụ thể gạo Bắc Thơm có giá 14.500 đồng 1 kg, gạo BC có giá 13.000 đồng 1 kg. Trong những ngày đầu dịch bùng phát tại Đà Nẵng, giá khẩu trang tăng nhanh từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng một hộp, 50 chiếc lên 150 đến 170.000 đồng. Trong vài ngày trở lại đây, giá khẩu trang đã giảm trở về, còn từ 50 đến 70.000 đồng một hộp 50 chiếc. Hiện nay, long nhãn đã vào vụ, các hộ dân đang tập trung hết công suất do thời gian làm long nhãn chỉ kéo dài trong khoảng 2 tháng. Mỗi năm, tỉnh Hưng Yên có từ 400 đến 500 hộ dân làm nghề sản xuất long nhãn, trong đó tập trung nhiều ở các huyện Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi và thành phố Hưng Yên. Năm nay, nhãn được mùa, giá nguyên liệu đầu vào cho chế biến long nhãn giảm. Bên cạnh đó, thị trường long nhãn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Vụ này, long nhãn xuất sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh, vì thế giá long cũng thấp hơn so với mọi năm, dao động trong khoảng từ 150 đến 200.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, bắt kịp xu thế trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, các doanh nghiệp đang thay đổi chuyển mình thực hiện số hóa. Đây được cho là con đường tất yếu có tác động sâu rộng tới hầu hết các lĩnh vực. Ở Hưng Yên, nhiều doanh nghiệp đã triển khai được một thời gian và rất có hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô xe máy Hùng Vân ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào là một đơn vị thương mại có doanh thu lớn. Trung bình mỗi tháng công ty xuất bán buôn và bán lẻ khoảng 1.500 đến 1.600 chiếc xe máy với doanh thu đạt 50 đến 60 tỷ đồng, quy mô công ty gần 200 lao động. Để quản lý được đồng bộ và xuyên suốt kể từ tháng 12 năm 2019, cùng với việc áp dụng hóa đơn điện tử, công ty đã mua thêm phần mềm kế toán CodeMod sau một thời gian sử dụng, giúp công ty giảm được đáng kể nhân lực và một số khoản chi phí khác. CodeMod thì nói chung là bọn em quản lý được cái phần thu chi hay là các ngân hàng. Khi mà mình xuất hóa đơn trên phần mềm ấy thì khi mà lúc hạch toán hay lên báo cáo tài chính các thứ thì cũng dễ hơn ấy. Hỗ trợ cả bán buôn và bán lẻ luôn thì cái số liệu tồn bao giờ cũng chính xác hơn, chuẩn hơn ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Hưng Yên là một đơn vị vận tải đã áp dụng số hóa từ năm 2017, trong đó sử dụng nhiều phần mềm có liên kết chặt chẽ với nhau từ quản lý phương tiện, nhân sự, kinh doanh, kế toán cho đến các ứng dụng hỗ trợ khách hàng đặt xe. Thứ nhất là phần mềm về quản lý phương tiện và theo đúng tiêu chuẩn QC31 của Bộ Giao thông Vận tải. Về phần mềm kế toán thì chúng tôi đang sử dụng phần mềm Oracle và nó có hệ sinh thái rất là mạnh. Nó liên quan bao trùm hết toàn bộ từ nhân sự, kinh doanh đến kỹ thuật. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, việc chuyển đổi số giúp công ty tính giá thành sản phẩm nhanh, lên kế hoạch sản xuất, phân tích số liệu, thị trường, giảm các thủ tục và liên kết chặt chẽ hơn từ khâu sản xuất cho đến kinh doanh.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã giao cho Sở Thông tin Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số trong giai đoạn 2020-2025. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn Công ty Bảo Việt Hưng Yên, Vietinbank Hưng Yên, Vietcombank Hưng Yên, Agribank Hưng Yên 1 và Agribank Hưng Yên 2 đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.